Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Lương Home. Hiện tại, Thảo Lương Home đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng, giảm ngay 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và đặc biệt, chiết khấu từ 3 đến 8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà có giá trị luôn được cập nhật liên tục trên fanpage, website, YouTube của Thảo Lương Home. Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline của Thảo Lương Home để được hỗ trợ tư vấn và nhận ngay ưu đãi lớn. Trở lại với chuyên mục của chúng ta, xu hướng nhà được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn trong suốt thời gian qua chính là mẫu nhà mái Thái 2 tầng hiện đại. Liệu mẫu nhà này có gì đặc biệt và cuốn hút đến như thế? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lời giải đáp qua video ngày hôm nay nhé! Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình chị Nhân, sau khi nhận được thông tin liên hệ của gia đình, đội ngũ Thảo Lương Home đã ngay lập tức lên đường để đến và tư vấn, khảo sát và lên phương án thiết kế. Nhận được cái gật đầu hài lòng của gia chủ, đội ngũ kiến trúc sư đã tiến hành triển khai công việc và nhanh chóng hoàn thiện bộ hồ sơ bản vẽ đầy đủ, bao gồm bản vẽ kiến trúc, thiết kế 3D, bản vẽ kết cấu, điện nước. Ngôi nhà được thiết kế hợp lý giữa khuôn đất rộng rãi với diện tích đất xây dựng 9.5m x 15.5m với cách bố trí công năng khéo léo, gồm tầng 1 có 1 phòng khách, 1 bếp ăn, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và tầng 2 có phòng đọc sách, 1 phòng thờ kết hợp lưu gia và 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Ngôi nhà được thiết kế hai lối đi liên kết với không gian sân vườn bên ngoài, một lối ở sảnh chính và một lối đi phụ dẫn ra hiên. Không gian này được gia chủ bố trí thêm bộ bàn ghế ngoài trời và chậu cây cảnh, thuận tiện cho việc ngắm cảnh và thưởng trà vào mỗi buổi sáng. Đi vào sảnh chính là khu vực phòng khách khá rộng, khoảng 22m². Tại đây, chúng ta có thể bố trí bộ bàn ghế và tivi, gia chủ có thể thoải mái thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè và giải trí cùng gia đình. Khu vực bếp ăn hơn 40m² vô cùng rộng rãi, có bố trí hệ bếp chữ L ôm sát tường, bàn đảo bếp và bộ bàn ăn 6 người. Diện tích còn lại là 2 phòng ngủ có cùng diện tích 20m². Không chỉ phòng ngủ mà các khu vực khác còn được bố trí hệ cửa sổ để đảm bảo thoáng mát. Trong phòng có bố trí đủ vật dụng nội thất cần thiết để nghỉ ngơi và sinh hoạt. Tầng 1 có một nhà vệ sinh rộng khoảng 6m² rộng rãi, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho gia chủ sử dụng. Tiến lên tầng 2, chúng ta có thể thấy ngay không gian đọc sách được thiết kế mở, rộng khoảng 20m². Chúng tôi có bố trí bộ bàn ghế, tủ sách để gia chủ có thể vừa thư giãn vừa đọc sách thoải mái. Các bạn có thể chú ý tại đây, chúng tôi có khéo léo bố trí khoảng thông tầng, gia chủ có thể vừa sinh hoạt ở khu vực này, vừa quan sát được không gian bên dưới phòng khách. Không gian phòng thờ rộng 8m², thiết kế thông với lưu gia khá thông thoáng với diện tích khoảng 10m². Mỗi phòng thờ của Thảo Lương Home thiết kế thi công đều sẽ chú trọng và giúp hạn chế bí bách do nhang khói. Đồng thời, về hướng và cách bố trí bàn thờ cũng sẽ phù hợp với mệnh của gia chủ, giúp mang đến may mắn, mọi việc đều hanh thông. Khoảng diện tích còn lại ở tầng 2 được thiết kế 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh tương tự ở tầng 1. Về tổng thể thì các không gian sinh hoạt được thiết kế kết nối với không gian mở, đầy khoa học và sắc màu nhẹ nhàng. Kiến trúc nhà mái Thái với hệ mái cách điệu gây ấn tượng với người nhìn bởi những đường nét mạnh mẽ. Với phong cách hiện đại, ngôi nhà được tối giản bởi màu tường trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu ngói nâu giản dị, cùng các chi tiết trang trí tạo nên không gian lôi cuốn và thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt, với các mẫu mái Thái đáp ứng tốt về công năng tiện nghi phong thủy, đối với mẫu mái Thái này mang ưu điểm về nét thẩm mỹ độc lạ, mới mẻ, xung quanh tường nhà còn thiết kế chỉ âm là điểm nhấn độc đáo. Khu vực hiên trước nhà có thể bố trí thêm cây và đặt bộ bàn ghế ngoài trời, đây sẽ là nơi mà gia đình có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thoáng mát. Ngôi nhà này khá đầu tư về mặt tiền, với hệ cột vuông thiết kế chắc chắn, có ốp đá ở chân cột tạo điểm nhấn. Ngôi nhà sử dụng hệ cửa nhôm kính sinh pha thông thoáng, giúp mở rộng không gian. Lối thiết kế hài hòa với tự nhiên, bên hông được tận dụng để trồng nhiều cây xanh và với chi phí xây dựng không quá nhiều thì đây quả thật là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Về tổng quan ngôi nhà thì khu vực sân được lát gạch chống trượt, xung quanh có khu vực bồn hoa và cây xanh tạo nên khung cảnh sinh động, tươi mới cho ngôi nhà. Tường bao ngôi nhà có thiết kế tường trắng và sắc sân đen độc đáo, hiện đại. Quý vị và các bạn đã theo dõi review nhà mái Thái 2 tầng của gia đình chị Nhân ở Khánh Hòa do Thảo Lương Home thiết kế thi công trọn gói. Nếu các bạn có yêu thích mẫu nhà nào hay bất kỳ thiết kế nào trong bộ sưu tập nhà đẹp của Thảo Lương Home, hãy liên hệ ngay qua hotline 0834547474 hoặc 0919547474.
để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Luân Home liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe kênh của Thảo Luân Home để theo dõi và cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.